Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Dư Ô Tô, chuyên các cái dòng xe vừa rẻ vừa ngon cho tất cả mọi nhà. Và hôm nay thì em mang đến cho các bác một chiếc Toyota Vios E 2019 với cái giá rẻ vô địch luôn. Con này em bán chỉ có 368 triệu đồng nhá, 368 triệu đồng chiếc xe này thôi. Vâng, đây là một chiếc xe máy số zin, xe không lỗi, không đâm va tai nạn ngập nước, dàn lốp còn zin nguyên và xe thì đăng kiểm còn dài đến tận 2025, tháng 8 năm 2025. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá rất là hời. Nếu các bác nào mà chưa đủ điều kiện với cái giá hời như vậy thì các bác có thể trả trước cho em tầm khoảng 180 triệu đồng là các bác vẫn có thể có chiếc xe này về rồi. Một mẫu xe màu đỏ phải nói là đẹp. Và đây là một chiếc xe rất là trang nhã, thể thao trẻ trung, kiểu dáng rộng rãi nhá. Nó không phải là cái dòng xe sport hẳn mà đây là một cái dòng xe quốc dân, một dòng xe lành bền với động cơ máy là 1.5 ăn xăng rơi vào tầm khoảng 5,8 lít đối với đường trung bình. Và mức tiêu thụ này cũng là một cái mức tiêu thụ khá là đáng gờm đối với tất cả các cái dòng xe cùng phân khúc B. Một chiếc xe bản E xịn sò, số sàn, ngon, lành, động cơ khỏe, bền và giá thì rất là hời rồi. Thế các bác nào mà muốn mua một chiếc xe bây giờ cơ hội nó không hề khó một tí nào nhá. Với cái tầm tiền loanh quanh khoảng 300-400 thì thực sự là hầu như nhà nào cũng có thể là bỏ ra số tiền như vậy để có thể được mua được chiếc xe này. Và đây là một chiếc xe mà lốp của xe là vẫn còn zin. Đấy, chạy được 3,6 vạn. Đăng kiểm thì còn dài đến tận tháng 8 năm 2025. Xin lỗi các bác nhé, đến tận 2025. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của xe thì cực kỳ ấn tượng luôn, 5,8 lít đối với đường kết hợp. Và chiếc xe này thì đã được gọi chung là dòng xe mà bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam mình thời điểm này. Trong đầu năm 2023 thì chiếc xe này bán được đến gần 8.000 chiếc. Và đây cũng là một cái dòng xe mà chạy bán chạy này, rồi kiểu dáng đẹp này, 2019. Nhưng mà các bác nhìn form của nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy, form đầu 2019 nhá. Và giấy tờ hồ sơ thì bên em đảm bảo cho các bác từ A đến Z. Có nghĩa rằng là bên em sẽ đảm bảo về mặt pháp lý, giấy tờ đầy đủ cho các bác. Còn các bác mua thì các bác có thể là trả thêm một chút tiền dịch vụ, hoặc nếu các bác cần thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác từ A đến Z nhá. Và chiếc xe này thì bên em sẽ bao vận chuyển toàn quốc, bao test cho các bác thoải mái luôn, các bác thích test ở đâu cũng được. Đấy, đảm bảo cho các bác là mua về là yên tâm, chỉ không phải nghĩ ngợi nhá. Và tại sao mà bên em bán con nào thì cũng để biển? Bởi vì là thưa các bác là để biển thì các bác có thể là check luôn được tra xem là xe có tai nạn ngập nước hay không. Đấy cũng là một cái rất là rõ ràng ở bên Vũ Dư Ô Tô. Và giá cả là bên em liêm yết rõ ràng chứ không có giấu giếm giá nhá. Giá này em có công khai luôn, ngay ở trên tờ giấy kia. Thế và chiếc xe này thì em đang bán giá rất là ok rồi. Nên là bác nào mà muốn mua thì các bác có thể là qua xem xe trực tiếp, sờ nắn thử, lái thử để mà trải nghiệm. Sau đó là mang về thôi, rất là đơn giản. Xe thì đẹp như này rồi, bao chất cho các bác rồi. Còn vì từng chi tiết một thì bây giờ em sẽ đi cùng với các bác để cùng đánh giá từng bộ phận của chiếc xe, để xem là có đáng với cái đồng tiền bát gạo các bác bỏ ra hay không nhá. 368 triệu đồng vẫn còn có bớt cho bác, và trả góp thì chỉ cần 180 triệu đồng thôi. Xe thì đang nổ máy, em để nguyên ạ, máy đang nổ êm thì thầm luôn. Biển Quảng Ninh nhá, biển Quảng Ninh này, 14A38486. Và đây các bác nhìn này, mặt ca lăng của nó còn đẹp như này. Đấy, toàn bộ mặt ca lăng của nó này, led căng luôn nhá. Xe đảm bảo cho bác là biển số rõ ràng, không có đâm đụng. Và các bác có thể check tra trên tất cả các cái trang mạng nhá. Bên em thì buôn bán công khai rõ ràng, các bác cứ check tra cho em. Nói chung là, nói thật các bác là lúc mà mua đấy ạ, bên em cũng đã test kỹ rồi. Nhưng mà mình thì nhiều lúc có thể sơ sót, nhưng mà các bác cứ yên tâm, để nguyên biển cho bác check. Nếu mà các bác check ra lỗi là có một số tiền thưởng cho bác luôn đấy ạ. Đó, tiếp tục bên này thì các bác có thể nhìn là toàn bộ đèn của chiếc xe là đèn pha halogen, đèn nguyên bản không độ, nguyên bản luôn nhá, không có hề độ một tí nào. Bóng đèn trong vắt luôn, không hề có lỗi lầm, không ố mốc, không rạn nứt. Đèn nguyên từ hãng luôn, 2019 nó còn đẹp như này. Đây là một chiếc xe chạy ít này, ít đi đêm, thế là đèn nó còn nét căng. Đèn gầm dưới thì đây, đấy các bác nhìn này, cũng không có một tí rạn nứt, không đọng nước, hơi sương. Và toàn bộ cản của xe là sơn xi đồng sơn đều đẹp nhá, sạch sẽ, sơn bóng lộn luôn, sờ là rất là sướng luôn các bác nhá. Bên này như thế này, đấy các bác nhìn là toàn bộ bên này như thế này. Và em này thì có tem VETC rồi. Đấy, các bác đi cao tốc là không phải nghĩ ngợi gì nhá. Qua các cái trạm thu phí tự động là rất là ok. Đấy, xe nó còn nét căng từ sơn cản trước cho đến sơn xung quanh. Và tôn cabo của xe là gân tôn còn nguyên, căng nét luôn. Đấy, các bác nghe tiếng tôn không? Đấy, tiếng tôn rất đều nhá. Và tôn là chắc chắn, không hề có lỗi lầm. Toàn bộ các cái khe mép của tôn này là còn nguyên. Và keo chỉ tôn là cabo là zin. Bao cho các bác là test hãng thoải mái, nâng gầm thoải mái để kiểm tra nhá. Vâng,
Và bên em thì nói chung là cũng đơn giản thôi. Đây là một chiếc xe bản E số sàn. Giá thì thực sự với các bác là quá mềm rồi. 2019 này, lốp zin của nó là 2019 đấy này các bác này. Đấy, mà lốp còn zin nhá, dàn lốp đun lốp, lốp 185/60R15, la răng đa chấu theo đúng form của dòng Vios. Và đây là một chiếc xe sử dụng phanh đĩa nha các bác nhá. Phanh đĩa rất là xịn sò, có đầy đủ ABS. Lòng lốp thì không có mục mọt, có điều là hơi bẩn một chút do là đi bụi đá thôi, chứ còn không có vấn đề gì. Đấy, sơn sườn này, vỏ tôn mỏng te luôn các bác nhá. Toàn bộ tôn này, nó không hề có tiếng bình bịch như kiểu là bả tỉa nhau. Và cam kết cho bác là kính còn zin. Đấy, kính còn zin đây này. Đấy, kính này. Đấy, kính của xe là còn zin nguyên. Và đây là tem định danh nhiên liệu này. Đấy, cửa đóng mở rất nhẹ nhàng. Đấy, cái tiếng cửa nó đã khác rồi. Tuy nhiên là cái dòng này không phải là dòng xe hạng sang hẳn, nên là cái khả năng cách âm chống ồn của nó vừa vừa thôi. Nó không phải như những cái dòng xe Mercedes của Đức hay là BMW của Đức, nó cách âm đến mức độ mà đứng ngoài gọi không nghe thấy gì. Khả năng cách âm chống ồn của chiếc xe là trong chế độ cho phép và cũng khá là yên tâm. Đấy, kính điện lên xuống nhanh chóng, hoạt động hoàn toàn bình thường. Và các bác có thể để ý là nhìn từ bên ngoài vào trong là không thấy gì. Cái này là cũng là phim cách nhiệt, nó dán rất là tốt và cũng là khá chất lượng. Thì cái phim cách nhiệt này nó đảm bảo cho các bác việc riêng tư ở bên trong nhá. Đảm bảo cho các bác việc chống tiêu UV tử ngoại, chống những cái ánh nắng có hại cho da. Tapi xe thì sờ rất là sướng. Đây là phần da này. À, phần nhựa xin lỗi các bác nhá, phần nhựa nhá. Sờ rất là sướng luôn. Vân sần của da thì còn nguyên. Và bệ tì tay chắc chắn, cầm nắm chắc chắn luôn. Đi đường trường rất là thoải mái, tì tay không bao giờ phải nghĩ ngợi nhá. Nó mềm, nó sẽ gây cảm giác thoải mái cho tay. Và cái phần kính thì điện lên xuống thì hoạt động nhẹ nhàng, các bác có để ý này. Đây, cái kính một chạm này nhiều lúc nó rất là buồn cười, mình khó điều chỉnh. Cái này là phim cách nhiệt dán hai lớp luôn, để mà vừa chống nắng vừa chống tia UV, rất tốt. Đấy, còn toàn bộ các cái ốc bản lề này chưa có động chạm này. Đây, chưa có động ốc một tí nào các bác nhá. Đấy, xe còn nguyên, chưa động ốc. Đấy, và tất cả cột keo keo chỉ là bên em sẽ đảm bảo cho các bác toàn bộ là bao zin. Đấy, cam kết những cái phần này là zin hết. Đấy, đã kiểm tra xem hết rồi, nên là các bác yên tâm không phải nghĩ ngợi nhá. Toàn bộ nội thất là xe là đang sử dụng sàn da được độ lên. Những cái sàn da này, sàn da 5D được độ lên, có sàn xoắn chống bẩn nhẹ nhàng. Cái này thì nói chung là người ta để như thế này thì khá là sạch sẽ, các bác đi thì cũng sang trọng luôn. Về là không phải độ, riêng cái bộ đậy cũng đã mất mấy triệu rồi, thì các bác đỡ được rất nhiều tiền nhá. Còn các cái phần bản này, ốc này thì các bác nhìn ạ, toàn bộ ốc này của nó là căng luôn. Tem nhãn đầy đủ và không có sơn si tỉa bạ gì cả. Đấy, toàn bộ là sơn zin nhá. Vâng, sơn zin từ hãng luôn. Và đây cũng là một chiếc xe rất là cứng. Đấy, keo chỉ này, chỉ này toàn bộ là chỉ zin. Đây, toàn bộ chỉ zin, có mụn chỉ các bác này. Có mụn chỉ đấy nhá. Đấy, có mụn chỉ này. Đấy, và chỉ zin, cánh nhẹ nhàng, êm ái. Đấy, hoạt động điều khiển kính là hoạt động hoàn toàn bình thường. Một chiếc xe với cái giá rất là thơm các bác ạ. 2019 đang bán là 368 triệu đồng. Bản E số sàn đấy các bác nhá. Vâng, bản E số sàn. Lốp đằng sau này các bác nhìn này, lốp đằng sau này dày khự luôn. Đấy, lốp đằng sau này rất dày nhá. Và tất cả lốp này đều là sử dụng lốp 185/60R15. Cua lốp thì chỉ bẩn kiểu bụi đất thôi, chứ còn không có vấn đề gì. Gầm em này thì đẹp hơn. Đấy các bác nhìn này, gầm bên này. Đấy, gầm. Đấy, các bác nhìn gầm nhá, cực đẹp luôn. Không hề có tí lỗi lầm nào. Và kính này, kính cũng là zin. Đấy. Cái này thì mở cốp ra thì cái này là bác chủ bác ấy đã để sẵn một cái lót cao su rồi. Nó chống bẩn, đấy, chống nước lôi. Đấy, và lót sàn dưới thì lốp sơ cua có đầy đủ. Đấy, kích lốp đồ nghề thì kia. Đấy, đầy đủ đồ nghề nhá, không thiếu cái gì rồi. Và xe thì lòng thùng, lòng lốp của nó là còn ngon nguyên. Không có độ cháy cháo cả. Đấy, còn nguyên này. Và phần trần này, các bác nhìn trần này. Đấy, nóc này. À, cái mép trên này. Đấy, nó còn nguyên luôn. Nguyên bản nhá. Xe thì toàn bộ đinh hàn đây này. Đấy, các bác nhìn này. Toàn bộ cái đinh hàn này của xe là còn nguyên. Đấy, đinh hàn là còn nguyên. Mép dập còn nguyên này. Đấy. Và đảm bảo cho bác là không có lỗi lầm, không đâm đụng. Đấy. Toàn bộ chỉ keo cốp cũng thế. Tất cả các cái ốc này là tròn. Và các ba các lỗ thoát nước này là tròn. Và chỉ là vẫn còn nguyên mụn chỉ nhá. Đấy, chỉ zin nhìn bao giờ nó cũng rất rõ ràng. Và các bác nhìn này, đây phần dưới nó còn đẹp như này mà. Con này thì phải nói là xe nó nét. Vâng, xe nét nhưng mà giá lại rẻ, vì bên em mua được rẻ. Đợt này thì
Nói các bác là tùy xe thôi, có con thì mua hơi cao nhưng có con thì thực sự là mua được rất là rẻ. Thế này là những chiếc xe này bên em bán giá vừa phải cho mọi nhà. Đấy, 368 triệu đồng 2019. Nhiều người vẫn còn bảo là sao nó đắt thế. Em nói thật các bác chứ các bác cứ mua đi rồi các bác sẽ hiểu. Xe nó có giá thị trường hết. Vâng, và xe cứng thì nó sẽ có giá nhỉnh hơn là những chiếc xe lỗi. Trừ cái chỗ gara mà người ta bán xe lỗi nhưng mà lại giá là xe cứng nha các bác nhá. Còn những cái xe này thì bên em sẽ bảo hành cho các bác đầy đủ khoảng tầm 1 năm đến 2 năm thoải mái. Các bác cứ có vấn đề gì là các bác lôi bên em ra thôi. Tôn vỏ dày chắc chắn này, đẹp căng, sơn si tôn vỏ dày. Đấy, dàn lốp đẹp mới. Đấy, các bác về là các bác yên tâm là cứ đi thôi. Không phải nghĩ ngợi gì. Ta lông còn đẹp, sạch sẽ, ngon lành, giá rẻ. Và cái tầm này thì nói chung là cái tầm tiền này á thì thực sự với các bác là hầu như nhà nào cũng có đủ điều kiện kinh tế để có thể là mua được chiếc xe này. Đấy, giá rẻ mà còn nếu mà chưa đủ điều kiện mà thích mua xe thì các bác cứ trả cho em 180 triệu là các bác có thể trả mua rồi. Rất là đơn giản các bác nhá. Giá rẻ, xe lại ngon. Đấy. Nội thất rộng rãi. Ngồi đằng sau thì rất là thoải mái và con này thì cũng có hệ thống khóa ghế trẻ em Isofix. 9 điểm vị trí nút túi khí an toàn nhá. Đây là một chiếc xe bản full kịch về túi khí của dòng Vios rồi. Đấy. Dòng Vios là một cái dòng xe rất là lành bền, dòng xe quốc dân. Và đợt những cái năm 2018-2017 thì những chiếc xe này được trang bị rất nhiều điểm vị trí nút túi khí, hệ thống an toàn của nó hàng đầu luôn. Thế nhưng mà đấy thì là túi khí nhiều thì an toàn nhiều, mình đi lại thì càng yên tâm các bác ạ. Vâng. Còn đâu là về xe thì chất đấy đảm bảo cho các bác rồi. Từ chỉ keo này cho đến máy zin, chỉ keo zin và nguyên bản luôn. Đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 25 nhá. Vâng. Xe tư nhân trên chính chủ luôn mà đi ít cũng có được 3,6 vạn, tính ra mỗi năm đi rồi nói là các bác là chưa nổi 1 vạn. Vâng, nhiều bác bảo là tua nhưng mà đấy thực sự nó chỉ có vậy thôi. Các cái phím này của nó còn như mới này các bác này. Phím này nó còn như mới này. Nhiều lúc em cũng đa nghi bảo không biết là con này có đúng chạy tầm đậy không, nhưng mà kiểm tra rồi. Đúng thực sự là xe người ta chạy ít thật. Mà kiếm được xe chạy ít không phải là đơn giản đâu các bác ạ. Vì những cái người mà mua cái dòng này là hầu như là đều là những người mà người ta đã xác định là người ta mua để về đi làm ăn kinh tế, hoặc là mua để gia đình chạy nhiều á. Thế nên là ít khi mà có con nào chạy ít lắm. Thế nhưng mà đây, cái này là lãy đậy nắp chưa hết. Cái này đậy nắp chưa hết nên là nó mới rung như vậy. Rồi tí nữa em sẽ đậy lại. Toàn bộ nhá, các cái ốc ở mặt là máy này là zin nhá, chưa có động chạm này. Đấy, keo mặt máy còn nguyên. Đây, keo mặt máy còn nguyên này. Đấy, và các bác nhìn tất cả các cái con ốc này sáng nguyên nhá, nó đều là ốc mạ. Ốc mạ luôn. Vừa nãy là rung đúng không các bác? Vâng, bây giờ thì em sẽ đậy cho nó hết rung luôn. Đây, mình ấn hết cỡ vào cái là hết rung. Đấy, hết rung luôn. Đấy các bác thấy ạ? Vâng. Nói chung là trước lúc nãy là nó để nó bị cập kênh. Cái này là hơi khó này. Úi giời, mặn được rồi. Đấy là các bác, là cái dòng này cái lắp hơi hơi này. Đây này, không có tí hơi thừa đâu các bác nhá. Cái nắp hơi này nó có một cái gioăng cao su nên là khi mà chạy ấy, là nó ép cái gioăng cao su xuống, dẫn đến là vặn cái này rất là chặt. Thế là vặn phải công lực, tay phải to. Ví dụ như tay em chẳng hạn thì có thể là vặn được. Đấy, ôi chà, chết chết, dầu mỡ này khả năng là phải bổ sung thêm rồi. Con này đúng phải bổ sung dầu rồi. Có thêm một tí dầu nữa là ok, không vấn đề gì. Nói chung là tình trạng nó nguyên bản như vậy. Máy số zin, máy zin nhá, vách máy zin. Và các bác có thể nhìn này. Đấy, ắc quy này, ắc quy Đồng Nai, Pelaco, xịn xò. Đấy, lên cái đề cái lên ngay, không bị yếu. Đấy, toàn bộ các cái răng này nhá, kể cả những cái này này của nó còn nguyên, chứ không có hiện tượng là vá víu chằng chịt, còn nguyên bản luôn. Đấy, quay rất chậm cho các bác nhá. Tai đèn còn nguyên này. Đấy, toàn bộ đầu tai đèn là còn nguyên luôn. Và đấy là một chiếc xe rất là cứng cáp. Đấy, giá rẻ. Đấy, mặt nhựa là còn nguyên này. Đấy, giá rất là rẻ và hời cho các bác luôn. Các bác mua cái dòng này thì nói chung là lành, bền. Và thực sự là cái dòng này thì khấu hao nó không nhiều. Giá thì nó không bị trượt dốc như những cái dòng xe Hàn Quốc. Đấy, chiếc xe Nhật Bản này thì bao giờ nó cũng giữ giá. Mua bán giữ giá là bao giờ cũng là tiêu chí của mọi người. Đấy, gọi là mình mua làm sao để cho khi bán nó cũng được thoải mái hơn. Và đây là một chiếc xe rất là cứng đét luôn. Đấy, các bác nghe đấy ạ. Đấy, toàn bộ tất cả các cái ốc chân máy hay là ốc sau, ốc trước này của xe là đều zin đấy các bác nhá. Nguyên bản luôn. Ốc cabo chưa tháo mở. Cái đó là cam kết của bên em rồi.
Còn nếu các bác mà đến xem xe mà phát hiện ra lỗi thì cho các bác luôn xe. Vâng, rất rõ ràng luôn. Và đây là một chiếc Toyota Vios đời 2019 bản E. Đấy, số sàn, đấy, động cơ máy 1.5, hộp số sàn 5 cấp, có cấp số lùi. Đi thì rất là lành, khỏe, chắc, gầm mẹ thì sạch sẽ, không cần phải nghĩ ngợi rồi. Và chiếc xe này thì em đang bán cái giá là 368 triệu đồng. Nếu bác nào yêu thì để cho các bác là 180 triệu đồng trả trước, còn đâu là các bác về đi trả sau. Đương nhiên là sẽ có giảm giá kịch sàn cho bác nào yêu. Đấy, thực sự là các bác là với tầm tiền đấy thì đây cũng là một mức giá rất rẻ rồi. Còn đâu em bán thì cũng lọc lá lại một chút thôi. Rất vui khi được các bác có những chiếc xe vừa rẻ vừa ngon, đi lại cho nó an toàn và yên tâm, tránh mưa tránh nắng. Đấy, tầm này thì thời tiết như vậy thôi, nhưng mà nói các bác ý, bây giờ thì thế này nhưng khả năng 5 phút nữa thì lại mưa. Ai cam lùi cho các bác nhá. Sao ô cam lùi không thấy tín hiệu này. Cái này thì em sẽ kiểm tra, cái này em sẽ kiểm tra lại nhá. Vâng, cái này em sẽ cho kiểm tra lại cam thì không vấn đề gì, đơn giản lắm, thay cái cam là xong, vì xe vừa về có dọn qua nhưng mà chưa kiểm tra cam. Còn đâu là cam hành trình thì đấy, cam hành trình thì có ngay HDVR đây. Đấy, cam hành trình phía trước cái này các bác ơi. Đấy, có nguyên nhá. Nói chung là tất cả các chức năng hoạt động cơ bản của xe thì ok, còn lại là do vận hành thôi. Cái đấy thì bình thường. Đấy, vô lăng còn đẹp như này. Đấy các bác, là xe nó vẫn còn mới mà chạy ít như thế này, không mua thì hơi phí. Nhiều bác xem kênh cứ suy đi tính lại rồi tiếc lắm tiếc vừa, cuối cùng là để bỏ phí một con xe mình gọi là kết lắm rồi nhưng mà cuối cùng là trượt vì là người khác mua mất. Thì bên em bán online thì nó cũng rất là đơn giản thôi, không có gì. Cảm ơn các bác nhá, và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe vừa ngon vừa rẻ tại em Vũ Duy Ô Tô. Xin cảm ơn. Vũ Duy Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.